Good morning quý vị, hãy comment đang có mặt ở đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, Sài Gòn, sáng ngày 9 tháng 4, 2018. Trời Sài Gòn đang nắng đẹp quý vị, nhiệt độ giờ khoảng 28 độ C. Rồi, phải đi chợ sớm chiếu quý vị xem, sống quận 4, Sài Gòn, mỗi ngày. À, bên trái chợ Xóm Chiếu ấy vậy. Đây là đường Lê Quốc Hưng. Là đường Lê Văn Linh cái gì. À, bên phải đây là đường Trịnh Minh Thế ngày xưa. Bây giờ đường Nguyễn Tất Thành hướng về Nhà Bè ấy. Sài Gòn. Đây cảng Nhà Rồng Khánh Hội. Cảng container tàu biển vô.
tư thay đổi nhiều. Xưởng sợi vô đường Tôn Thất Thuyết ấy. Rồi đi qua cầu Tân Thuận 2, ranh giới giữa quận 4 bên kia là quận 7. Bên tay trái là cầu Tân Thuận 1 ngày xưa vậy. Đây bên phải vậy là Kinh Tẻ nè. Con kênh này nó bao bọc quận 4 vậy. Quận 4 như một ốc đảo. Rồi, chào mừng quý vị đến với quận 7. Ngày xưa thuộc nhà bè hả? Rồi, bên phải qua đây đường Trần Xuân Soạn. Đây đường Trần Xuân Soạn chạy cặp theo bờ Kinh Tẻ. Bên phải gì thấy trên bến dưới thuyền Sài Gòn 300 năm xưa giống vậy ở gì. Bà con ở miền Tây chở trái cây lên đây bán dọc theo bờ kênh nè. Chuối, đu đủ, mít bán giá sỉ á gì. Gì thấy cảnh sông nước Sài Gòn. Không ngờ cạnh đô thị hiện đại còn gần bến đò xưa. Con sông nhỏ thấy lãng mạn không. Mùa này cái cây bò cặp vàng nở cái hoa vàng đẹp cái gì. Người còn gọi là cây hoàng hậu á, nó vàng. Bên tay trái có nhà thờ quá đẹp. Thuận Phán cái gì, giáo xứ Thuận Phán. Thấy cái bóng thấy không này nè. Sắp nẻo đường Sài Gòn. Đây thuộc phường Tân Kiển, quận 7. Một trong những con đường đẹp nè, thấy có hàng cây dọc theo bờ kinh. Trên bến dưới thuyền
miễu bà cố. Lâu rồi mới quay trở lại quận 7 hay gì. Thank you. Hẹn gặp lại nhiều tiếp theo. Bye bye.